Mua sắm không cần phải nghĩ, khao khát cháy bỏng của mọi tín đồ shopping. Nếu bạn đã từng bỏ đồ vào giỏ hàng rồi lại dành mấy tiếng đồng hồ đắn đo mua hay không mua, thì đây chính là giải pháp dành cho bạn. Thẻ Mastercard Platinum Vietinbank sen đỏ, bạn có thể mua thả ga khỏi lo giá, đảm bảo 5K. Từ mùng 9 tháng 9, siêu phẩm thẻ Vietinbank sen đỏ giúp bạn trải nghiệm thế giới mua sắm không giới hạn, hoàn tiền 1% không giới hạn, free ship trọn đời. Không chỉ vậy, khi sở hữu chiếc thẻ vạn năng này, bạn còn được tặng ngay 100.000 đồng khi mở thẻ, combo e-voucher 720.000 mua sắm thả ga. Đặc biệt, thẻ Vietinbank sen đỏ hoàn toàn không phí, miễn phí phát hành, hoàn 100% phí thường niên. Sở hữu thẻ Vietinbank sen đỏ chỉ với 3 bước cực kỳ đơn giản và hoàn toàn trực tuyến cùng chiếc smartphone. Nếu bạn đã có thẻ hay tài khoản Vietinbank, truy cập Vietinbank iPay Mobile App, chọn mở thẻ, lựa chọn thẻ tín dụng hoặc ghi nợ sen đỏ, xác thực giao dịch bằng mã OTP và hoàn tất mở thẻ. Nếu bạn chưa có thẻ hay tài khoản Vietinbank, vào app sen đỏ, chọn mở thẻ ngay, nhận thông tin cá nhân, chụp ảnh giấy tờ cá nhân, xác thực bằng mã OTP và hoàn tất mở thẻ. Còn chần chờ gì nữa, hãy mở thẻ Mastercard Platinum Vietinbank sen đỏ và trải nghiệm mua sắm thả ga, ưu đãi tưng bừng trên app sen đỏ ngay hôm nay.